Vẫn xuống. Vẫn đi. Và mặt công của Văn Sáng, Văn Đan, Tiến Cương. Tôi hơi nhẹ. Trên Văn Đan Nguyễn Hồng. Chào mừng tôi. Phần công Giang Quân. Tôi chân chưa thuộc bên đây. Vẫn còn bóng Nguyễn Hồng. Chào mừng an toàn của phòng sông. Ngọc Sao rất nguy hiểm và phản công cho Văn Sáng, Văn Cương và phản công cho Văn Sáng đây. Trở lại cho Văn Ngọc Sao đã đi hỏi cho đây tôi đi mua rồi. Quý ông, vâng, cầu thủ Văn Sáng có sự thay đổi người. Cầu thủ Văn Sáng là cầu thủ số 20 Văn Thuyết. Đánh đầu. Em Lâm ấy. Tông ra. Tông em Lâm ấy. Bút ở đấy này. Ở bút rồi. Thì mẹ có bàn thắng ấy đỡ về thương mắt men. Bạn chân thương cuối cùng rồi. Tổng thương. Nguy hiểm. Bóng ra ngoài sân. Hoàng hôn nào. Hoàng hôn. Xuất sắc. Rất nguy hiểm. Vẫn sửa đang có thời gian để xử lý bóng. Đánh đầu. Đấu quyết định đội bóng sẽ được giải bàn tư cùng với sức quyết liệt. Tiến Cương không được, không thể qua được đôi chân ma quái của Văn Ti. Vẫn không không được và đấu trong khe không thành công của Vẫn không. Vẫn xuống Phúc Sa, khá nguy hiểm. Các cầu thủ của Lê Sơn đã chắc chắn hơn nhiều so với trận bán kết của sáng nay. Thì họ đã để thua. Vân Hùng. Cho sân bóng rất kinh nghiệm của anh Phương. Và những hai trận tranh đấu ba tư giữa đội Văn Sáng và Lê Sơn đã diễn ra được hơn một nửa thời gian. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cầu thủ Bò Sẹo đang đứng trước quả đá phạt. Vừa rồi thì cầu thủ bên phía dân quân nhầm Hồng Thương sút. Góc cứ đứng tấn công nhanh cho Băng Sán, xử lý bóng tốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Trận của cầu thủ số 5 Văn Cương trong tình huống vừa rồi mà các cầu vệ không chắc chắn thì có lẽ sẽ là một pha rất nguy hiểm. Cú đá phong thành của Trần Thành Văn Huy, góc xeo. Góc xeo. Đánh đầu. Còn bóng xuống. Rất đáng tiếc cho Văn Huy. Một cú xoay người xuống bóng. Một xà ngang. Phát bóng lên cho Băng Sản. Văn Cương. Văn Huy. Văn Đạt. Và tốt. Văn Cương xuất sắc. Hơi cá nhân. Rồi trên Băng Sản và Lê Sơn được bù giờ 4 phút. Tốt nhỉ. Và trận đấu đang trôi về những phút cuối. Chỉ còn 4 phút là thời gian thi đấu chính thức. Điều 2 sẽ kết thúc. Đánh đâu? Cao nhưng mà đánh đéo cắm được. Ngọc Châu. Còn bóng tốt của hôm nay là thằng Văn Đương. Sử dụng các bộ trận tốt của tiền đạo xuống lầu của xe Văn Sản. Ngọc Châu. Văn Pi. Văn Tử Công Lộ. 2-3-4. Đến đầu. Giải vào từ của FC Băng Sản và Lê Sơn được cùng giờ 3 phút. Vâng, những giây phút hồi hộp. Và chắc chắn các hậu vệ sẽ không để sai sót xảy ra. Ngọc Sẹo. Chuẩn bị bóng rất tốt của Ngọc Sẹo. Triển khai bóng phát động. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Đứng trước bóng cầu thủ số 9 thôi luôn. Nguy hiểm. Và các cầu vệ sẽ phải rất dè chừng cái chân của cầu thủ số 4 Văn Pi. Cầu thủ nhỏ con chạy quyết tâm rất tốt. Đá rất nguy hiểm. Có bóng bay nhanh. Rất cẩn trương của Tòng Tâm. Không hiểu ý nhau. Tòng Tâm xuống. Vẫn tốt. Vẫn tốt. Vẫn tốt của Văn Tê. Phản công nhanh. Không được. Bóng chân lại vào bóng trước đường dây của Văn Cương. Số 15 Văn Cương là một hậu vệ thằng rất chắc chắn của Văn Sản. Đứng trước bóng là Tòng Sẹo. Đánh đâu? Nguy hiểm.
trọng tài đang ra để hội ý cho các trọng tài viên trong tình huống vừa rồi. Trọng tài viên giờ chắc sợ sinh phát không thì không có gì.